quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Đấy rồi anh hộ em tính là nhà này dùng bao nhiêu cái sắt này, xong là bao nhiêu viên gạch này. Đấy. Mầu tí có tiền mời anh. Lúc xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã tìm được đội thợ về làm nhà của em sửa rồi cô bác. Và các anh thì hôm nay đang lên để tiến hành và đo xem là cái chiều dài, chiều rộng của cái chỗ nền nhà này là bao nhiêu cô bác. Này, chào ạ. 6m không, thế thôi. Nó làm 6m rồi. Chị xin kính chào. Cái chỗ thốt của chú anh chị. Cái chỗ thốt này là nó thốt 1m ở trong đây là nó có 5m phòng khách mà. Anh bảo đến 6m là đến đây đúng không? Đúng rồi, nhưng mà lấy tận tài lý cái về đấy. 6m là đến tận đây à? Ờ. Nhìn này nó bao hẹp quá. Kêu mà cái sân nó ra bên kia là được nhiều rồi, cái này là cái phòng ngủ thôi mà, phòng ngủ ra tiền đây. Đấy, sân nó đây thôi mà anh. Bên kia là cái phòng ngủ nó mà. Bên kia. Nhưng mà phải sát bên kia đây anh ạ. Phải sát sát từ bên tạm thế thôi. Đang đây đang có đá thì mình đo kia đấy. Để ra bên kia. Đang có 1m. Bây giờ nhìn cái lúc mà làm, nhìn lúc ấy, là chưa làm nhà hẹp hẹp đấy, là lúc làm nhà xong nhà mới rộng. Trong nhà ấy. Cũng chỉ được bằng ngay đó. Là hết. Cái khoảng sân của nó là đi ra bên kia là nhiều, còn cái bên này là cái chỉ có chỗ buồng ngủ của nó thôi, buồng ngủ thôi. Mét luôn á. Giữa này. Nó bảo đồ xấu cột à? Xấu đâu, 10 cột chứ anh, nó sẽ xấu cột được. Vâng. Đây mà, đây. Thì anh bảo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đầu này đâu có. Đấy không, đầu này không có đâu đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Còn là cái công trình phụ thì mình không phải dùng móng, dùng cột đâu. Là 10 cột. Công trình phụ bây giờ làm ra bên này rồi. Công trình phụ để ra bên kia thôi. Ông thải nó giờ. Công trình phụ ra bên kia thôi, ông thải lắp cho nó đi ra, lắp đi xuống bên kia là được rồi mà. Đấy. Đầu công trình phụ là không cột à? Công trình phụ là mình không cần được cột đâu mà anh, công trình phụ ấy. Công trình phụ là mình chỉ xây rằng cái móng ra thôi, đúng không? Đấy rồi anh hộ em tính là nhà này dùng bao nhiêu cái sắt này, xong là bao nhiêu viên gạch này. Đấy. Gạch nó hơi, gạch đỏ nó hơi nhiều đấy. Đấy, đây là lấy gạch đỏ anh. Đây còn vận chuyển từ bên kia sang phải cũng phải rất khá 10 cái khoản khá khoản từ bên đấy ra đấy, lâu thì không lâu đâu. Cái cột.
Cái cột trụ này có cần phải đổ đến đỉnh không? Chỉ đổ bằng thông thu hồi là chỉ đổ bằng thôi chứ? Đúng rồi anh, đổ bằng xong là thu hồi. Đổ bằng xong là nếu mà có sắt thì cái sắt này chạy quanh này. Chạy quanh một thanh hay hai thanh đúng không? Ừ. Nhá. 10 cột, 10 cột với là 11 mét. Cứ tính là một cây được 3 thanh, 3 square. Cây của nó 6 mét. 11 mét ông. 11 mét á? 11 mét. Cây dài là 11 mét à? Cây dài sắt đấy đúng không? Một thanh, một cây sắt là 11 mét, có cây hơn 11 mét. Như anh là anh Thanh đúng không? Còn anh chú là tên gì chú? Anh trai của hai, Vinh ấy. Vinh. À anh Vinh à? Anh của hai ấy. À em biết rồi. Cái hôm rồi chú lên xuống đang làm nhà kia. À vâng. Cái chỗ nhà hội trường kia là các anh làm à? Không, cái chỗ nhà thường trích ấy. À. Cái chỗ nhà sàn mới mở. À. Anh à, chơi cả nhà sàn, chơi cả nhà xây à? Sàn, những cái loại sàn đấy chưa làm, nhưng sàn nhà bình thường mình vẫn làm. À vâng. Thế là cái nhà sàn truyền thống của mình đúng không? Ừ. Bây giờ thì đang cho anh thợ là tính xem là bao nhiêu. Thì một tí nữa anh sẽ gửi số liệu cho cháu Lực và cháu Lực sẽ lấy vật liệu lên cô bác. Đấy thì cũng có gọi điện và nói chuyện với các anh rồi. Và hôm nay thì các anh cũng bảo là muốn lên đến tận nơi. Thì cháu Lực cũng bảo là các anh lên thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết là cháu Lực đã có đội thợ để vào làm rồi cô bác ạ. Đấy. Ở cái chỗ đất mà chỗ sạt kia là không phải là thôn của anh Quốc đi à? Bên Hồ Sán mà. Thôn Hồ Sán à? Sán vào dưỡng mà. Nhưng mà thế thời gian này thôn Hồ Sán này chưa xuống được nhỉ? Chưa. Chắc nó đang vội gạt đó. Đang vội gạt đấy. 10 cây, 30, 30. 30, 30. Đấy, nhưng mà đằng sau nhà này anh phải làm cho em một cái ránh anh ạ. Quá rồi, có nhá. Cái ránh à? Đấy, có cái ránh. Đấy, có cái ránh chạy sau nhà luôn. Đấy, chạy sau nhà này luôn. Còn như sau này mà... 14 thanh. Vâng. Phi... lấy phi 14 rồi chứ. À? Cột lấy phim 4 rồi chứ. À, thế mà nhưng mà theo anh thì anh... Nhà làm nhà tầng họ cũng lấy 14 nhiều mà. Nhà tầng, nhà mấy tầng họ cũng chỉ lấy 14, lấy 12. Làm thế lấy 12. Vâng, thế như các anh làm thợ xây thì được bao nhiêu năm rồi? Nói chung thì nó đi không điều máy, nó từ làm từ năm 2010 đến giờ. 2010 đến giờ à? Đi không đều. Vâng. Thì các anh cứ hộ em tính xem là dùng xem là xi loại nào tốt, xong rồi dùng sắt loại nào mà tốt. Đấy. Sắt thì hóa phát. Sắt thì hóa phát thôi. Đấy, vâng thì anh cứ hộ em. Tấn quang. Gạch thì lấy gạch đặc. Còn cái ngôi nhà thì chỉ có bản vẽ như thế này thôi. Xây hai cái phòng ngủ này, xong là một cái gian nhà bếp. Xong mà gian nhà bếp thì cũng đầy đủ là nhà vệ sinh này, bếp này. Có cả bếp bếp ga này, cả bếp khói, làm cho một cái bếp khói ở đây. Đấy để mùa đông mà nếu mà thích gì ra đây ngồi sưởi ấm nữa. Đây này còn thế nữa. Nhưng mà cái ngôi nhà mà 72m2 này đến lúc mà làm xong thì vào trong nhà rất là rộng đấy anh ạ. Còn cửa thì cửa chính thì đây một cái cửa này. Còn cửa phụ thì 1, 2, 3, 4, 4 cửa phụ. À 5 cửa phụ nhà vệ sinh nữa. Đấy. Cửa phụ, 2 cửa sổ. Đấy. Còn cửa sổ thì nhà vệ sinh này nó gọi là có một cái ống ấy. Đấy. Cái nhà vệ sinh có gọi là mình xây cho nó dư ra một chút để mình cho nó thoát khí ấy. Là... Cái chỗ này thì vẫn phẳng đi chứ. À chỗ này thì vẫn phẳng thôi, chỗ này là em vé vào thôi mà. Đấy. Đây, lập tôn xong là mái hiên của đây nó thụt vào đi. Cái tôn nó chỉ đến đây thôi chứ đúng không? Đúng rồi. Tôn này chỉ lập đến đây thôi đấy. Từ đây tôn này chỉ lập đến đây. Đấy. Còn ở phần bên này thì nó đã có cái mái hiên bằng mình đổ bằng hiên cái hiên tây nó. Vâng. Đấy hiên tây vẫn phải chảy từ đến đây hết. Cái chỗ này nó cũng phải là hiên tây. Chỗ này à? Thì nó mới lập được. Chỗ này à? Ừ. Chỗ này thì không anh. Chỗ này thì làm gì không? Hiên tây nó vẫn phải đổ ngang đây. Nó mới lập được. Không, cái chỗ này không bao giờ lập được. Nhưng mà bây giờ đổ hên tay thì nó đổ hên tay nhưng dưới nó vẫn xây thoải mái. Đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ đổ ra thì nó lại tốn cái khoản chi phí ở đây. Ừ. Đấy. Thì không đổ thì lập không được. Vì cái chỗ này nhá, bây giờ cái chỗ mái này nó thấp hơn mái bên này này. Đây này, anh nhìn nào. Đây này, nó cũng đang ghép đổ đây chú. Là đang đổ hết cả ra bên kia đúng không? Ừ.
nó vẫn đổ ra đây hết mà, nó vẫn đổ theo đây. Nếu mà theo, không đổ là nó không lập được. Nếu mà theo cái chỗ này về là không lập được. Lập là nó thành hai mái rồi. Lập thành hai mái à? Một mái cao hơn, mái thấp hơn. Kiểu nào kiểu chỗ này cũng phải đổ này. Nhá. Vâng. Lại thêm cái khoản ra lấy phần ra bên này đúng không? Hay thì các anh hộ em tính xong anh gửi qua Zalo của em nhá. Anh em cứ kết bạn Zalo chưa nhỉ? Chưa đúng không? Ở đây lấy số lưu phát là nó hiển luôn mà. Vâng, thì anh cho như nhà này không có sao mình cũng dùng mà, nhưng mà gọi suốt chả thấy nó báo gì. Không chưa lưu, có phải lưu vào máy. Anh cho em xin số của anh đi. 0385. Em có mỗi số anh Thanh thôi. 03 8 85 782 782 726 726. Thế còn như anh hộ em là đánh giá một chút là về cái phần cái khoản này, cái phần nền nhà này thì nếu mà để làm cái nhà thì có tốt không anh? Có được không? Nhưng mà em thấy là bà con ở trên này thì hầu như là ai cũng đều là làm như vậy cả. Nhưng nếu thấy dân ở đây thì nó vẫn ở thì bây giờ nói chung là bây giờ mình làm cái móng nó chắc thì nó không sao mấy. Cái móng chắc là ok đúng không nhà ấy? Chủ yếu vào phần móng thôi mà. Vâng. Còn như mình làm nhà cấp 4 thì nó cũng chẳng có gọi là độ lực nặng. Đấy, là độ lực của nó nặng ấy. Thế còn như bây giờ thì chắc là chỗ vật liệu chắc phải để ra bên kia một chút đấy anh nhỉ? Vật liệu á? Vâng. Chắc cũng là cho gia đình san sẻ. Vâng. San ở đây, cho ở đây này. Hoặc là san trên đây này. Vâng. Một bãi. San trên đây đi. San trên đây một bãi anh? San cái chỗ này. Một bãi. Đâu, tập kết đây cho nó dễ. Vâng. Nó vận chuyển xuống nó dễ. Nó cũng gần hơn đúng không? Đấy. Chuyển vật liệu nó cũng gần hơn. Bây giờ thì mùa này đang là cái mùa gặt của bà con, thì nếu mà bây giờ để thuê người chở thì cũng không có đâu. Không phải là hết tháng này. Phải là hết cái tuần này hay là hết cái tháng này rồi đấy. Gọi là hết tháng âm rồi. Gọi là tầm 20 tháng 10 này. Đấy. Còn cái đất chỗ này thì đất cứng nó chắc đến đây này anh ạ, đến đây này. Đấy, đất cứng của nó đi từ đây đi này. Trả đi xong rồi đất mượn của nó ở dưới kia. Được là đóng cọc trong lốn thôi. Chúng đất mượn nhiều. Đóng cái cọc tre. Ừ. Đây đầy. Vâng, vào thì nói chung là của các em thì ở đây thì như cần gỗ làm ván, viếc thì mình có thể chặt ở đây trong xẻ luôn. Đấy. Cái này thì anh chỉ biết làm tại chỗ, ván viếc là xí hết, không biết cái gì. Vâng, vâng. Anh chỉ bỏ công ra làm thôi. Vâng. Xong rồi mọi cái anh em mình cứ trao đổi với nhau thì sau này mà có thêm công trình này được mà công trình này mà được. Thì lại có thêm những công trình sau để anh em mình tiếp tục mà làm. Đấy anh em mình không, anh em mình không hợp tác vụ tiếp theo. Vâng, anh em mình không phải là mỗi công trình nữa đâu. Em thì sau này còn thêm có những công trình khác nữa. Hãy nói với các anh trước thế để anh em mình biết. Đấy. Đấy thì bây giờ thì chắc là hôm nào mà một tí nữa thì anh gửi cái số vật liệu ra cho em nhá. Rồi. Đấy. Gửi cái vật liệu vào. Tổng thể cái ngôi nhà này nó là 72 mét vuông anh ạ. Đấy rồi. Cái dầm lấy sắt dầm lấy phi mấy? Dầm á? Sắt dầm 14 bằng 2 cây. Mười hai mươi lăm cây. 8 120 cân. 16 bằng 100. Cái này thì anh cứ anh tính hộ em xem là cái ngôi nhà này dùng bao nhiêu vật liệu thôi. Đấy còn như hai anh thì cũng có kinh nghiệm về nghề xây thì rất là lâu rồi. Đấy thì các anh hộ em tính xem là ngôi nhà mà mình dùng cái sắt gì, dùng cái xi gì thì nó tốt nha anh nhá. Đấy. Bán đông trên này đang cân. Như đội thợ của anh thì có tầm bao nhiêu người anh? Giờ nếu mà lấy thì gọi đến người thôi. À là gọi chúng, nếu mà mình là thợ chính rồi đúng không? Ừ, gọi đến người. À. Rồi gọi mình là đi vẫn toàn thợ hết, không lấy phụ chỉ lấy một vài người. Hoặc là lấy toàn thợ thì mình một ngày một người đợi. Một ngày một thằng phụ thôi. Một ngày chơi thế thôi. Một ngày một người phụ thôi nhỉ? Thợ hết. Vâng. Ai cũng biết làm mình đỡ phải sai bảo nhiều. Vâng. Thì cho vợ về phụ cũng được. Đó. Nhà làm gì? Vâng. Giờ gặt xong chơi. Vâng. Thì đó rồi, chắc họ có bố. Nói. Mấy hôm nay ở dưới kia làm việc gì anh? Bà chị đang khai à? À, mất à? Chết. À. Chết thôi. Mất còn biết đường đi tìm. À. Chết.
Thế thì hôm nay thì em cũng đã đưa các anh lên xem rồi, thì các anh cũng đã biết là cái nền nhà của các em là có làm được nhà hay không, rồi thì các anh cũng tư vấn cho em. Đấy, bây giờ thì các anh cũng đang bận một chút đấy, thì hôm nào mà trước khi vào vật liệu thì mấy đứa anh em mình cũng phải làm một cái lán ở đây này anh ạ. Làm đấy, làm ở đâu bên kia này. Không phải đêm các anh ở lại trong xem thì hội trong vật liệu trong làm mọi thứ, chứ không thì như cuốc xẻng anh để đây nhau mất cái thì ai lại đền cho anh, đúng không? Đấy. Còn đấy, còn bây giờ anh em mình cũng nói luôn này, nếu mà các anh đi, em đã giao hết vật liệu cho anh là đủ đúng không? Nếu mà lúc đấy mà vật liệu mà mất đi là các anh chịu trách nhiệm cho em đấy. Đấy, bởi vì là trước khi đã vào thì em đã giao cho anh hết rồi đúng không? Đấy, còn như cuốc xẻng anh mọi cái thì cái nào em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ thêm các anh. Đấy, ở đây thì em kêu gọi được cho các em. Đấy, trong cái quá trình mà thời gian mà các bác ở trên kênh mà có theo dõi được các anh mà làm mà nó làm mà tốt đấy. Đấy. Vâng, thế thì hôm nay anh em mình cứ thế nhá. Vâng. Dạ. Rồi bây giờ tí nữa em mới về anh ạ. Vâng anh ạ. Các anh thợ thì ở dưới thôn của các anh đang có một chút việc cô bác, là có người mất đấy, cho nên là các anh ấy lên một chút thôi. Với cháu Lực thôi cũng phải là đi về để hộ bà con ở dưới lo. Một chút này thì nói là một chút thôi, nhưng mà cũng hơn lên được tầm hơn một tiếng thôi. Các anh cũng lo đạc lại và nói với cháu Đức rằng là cái chỗ nền nhà như vậy thì làm rất là tốt cô bác. Có nước ở xung quanh nhà luôn. Hầu như là ở trên bản này thì nhà nào cũng, cháu Đức nhìn thấy lại có một số nhà thì không có cái nguồn nước mà như nhà em Sử như vậy đâu. Hiện tại là nhà cháu Lực cũng thế thôi cô bác, cũng chẳng khác gì nền nhà của em Sử cả. Đằng sau nhà thì cũng có nước mà đến mùa này thôi bác, đến mùa này thì mới có. Còn hôm qua thì ở chỗ này thì ông cũng đã sang xuống rồi. Và ngày mai ngày kia thì chắc là có thể cháu Lực sẽ... Còn cái phần đất này thì có lẽ là không có phải san ra nhiều đâu cô bác ạ. Tại vì là sau này mình đào nền xong mà mình còn dùng đến đất nữa mà. Đấy. Ông thì có ở nhà ông Sử? Có ạ. Có ạ? Vâng. Hải đi học sớm rồi đúng không? Vâng. Mà hôm nay thì em có đưa Hải đi học không? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Ngày hôm nay thì em Sử cũng đi giúp các cô các chú xung quanh hàng xóm ấy quá. Thì cả nhà là không có đưa được Hải đi học nữa. Hải thì lóc cóc mà đi học thôi. Và cũng là rất là may trời không có mưa. Thì em Hải đi học thì cũng rất là tiện. Hôm nay thì cháu Lực cùng các đội thợ lên thì lên cũng rất là sớm. Bây giờ còn rất là lạnh, vừa rồi cháu Lực còn phải mặc cái áo khoác không bác ạ? Sử thì không lạnh à? Có ạ. Có hả? Nên sao lên không mặc áo khoác? Lạnh không mà. Ông có đang nấu cám lợn không? Không ạ. Không à? Vâng. Ôi dồi ôi, cái ngôi nhà của nhà các em là cái ngôi nhà mà đầu tay ở trên kênh cái bản em ấy cô bác. Trước thì cháu Lực cũng đã làm nhà sửa lại nhà của em Cương rồi, nhưng mà làm bằng cái phần nhà gỗ. Thì bây giờ là cái ngôi nhà mà đầu tiên làm xây bằng gạch lên. Thì cháu Lực cũng phải là tính rất là chi ti li, cháu Lực cũng phải tính rất là tỉ mỉ để mới dám làm một ngôi nhà cho các em như vậy cô bác. Lâu sau này mà có chuyện gì xảy ra thì nó rất là khó nói với cháu Lực này. Ông ấy đang đang ngồi gì? Bắt khẩu á? Ồ. Và trong nhà các em thì mùa này đang là mùa gạt đấy cô bác, thì có thể là hơi bừa bộn một chút, thì rất là mong công bác bà sẽ thông cảm cho hai anh em. Mấy nữa rồi lên đến nhà mới thì mọi cái sắp xếp lại đồ bảo các em thì rất là gọn gàng, cô bác không phải lo lắng nữa. Ôi Sử ở đây phụ ông đi. Có bây giờ có đi thôn năm gì có đi hộ ai không? Có ạ. Hôm nay đi hộ ai à? Vâng. Cái máy này là cái máy thổi những cái hạt mà không có thóc ấy của bác ra. Đấy, ông thì dậy từ sớm rất là cần cù của bác. Ông rất là chăm chỉ luôn, không có từ nào để mà diễn tả ông nữa của bác ạ. Ôi, ông thì cũng tóc dài rồi đấy chờ. Đây khơi bị đi hồi tàu bé gì? Hả? Đi hồi tàu bé à? Đây ra.
ông đi xuống dưới thì cháu Đức sẽ đưa ông đi cắt tóc luôn của bác. Tóc của ông khá dài rồi. Cháu Đức thì cắt gọi là chỉ biết cắt cho nó gọn lại thôi, chứ cắt đẹp thì cắt đẹp thì cháu Đức cũng không có cắt được như vậy. Trước kia là anh là cắt tóc sử là người đầu tiên đấy. À không phải người đầu tiên mà người thứ hai rồi. Vậy. Bây giờ thì mấy giờ là đi hộ người ta? Chắc giờ này đi rồi. Giờ này đi à? Vậy. Đi thì phải đội mặc áo dài tay nhá. Vậy. Xong là đội áo dài nhá. Vậy. Mặc áo dài nào nhá. Vậy. Đấy, cùng với nước thì đeo cho nó đầy đủ rồi nhá. Vậy. Đấy. Về phần cái chỗ nhà em thì bao giờ gặp? Biết không? Không biết ạ. Không biết à? Vậy. Theo anh nhìn thì chắc độ tầm một tuần nữa. Một tuần. Vậy. Là 7 ngày ấy. Vậy. Còn cái máy này thì ôi dùng bằng ông ấy dùng bằng sức tay luôn đấy cô bác ạ. Đây này, máy thổi luôn, dùng cái máy quay này để quay cho cái hạt thóc mà nó đầy đặn hơn thì nó sẽ rơi vào phần bên này, còn cái vỏ nó mà không có hạt đấy cô bác thì nó sẽ rơi ra bên này. Cô cho này, chỗ này ông phải làm 2-3 lần nữa. Chỗ này thì nó vẫn là hạt tốt rồi cô bác này, còn cái hạt mà nó hoàn toàn thì nó sẽ rơi bay ra bên này này. Như thế thì nói sai về cái công dụng của mấy máy này. À, ở đây là nó có 2 ngăn cô bác ạ. Cái ngăn ở cái kia là cái hạt là tốt đầu tiên nó rơi xuống, còn ngăn đây là ngăn thứ hai, nhưng mà ngăn này chưa được sạch máy. Sử đi lên 1 bao gạo em đến nước phát là lên luôn đúng không các bạn ạ. Nước này ra đây để nước cho ông rồi thì Sử mới đi giúp người ta các bác. Hôm nay thì ông ở nhà thì lo chạy những công việc mà cho cháu Tuấn Luật ăn này. Ông ấy chắc là mỏi tay rồi, bây giờ cháu được sẽ phụ ông một chút này. Bung mùi mê gì? Bung mùi mê mà làm tốt hơn chứ mà. Dạ đã. Mà làm tặng hơn chứ mà. Mùi à? Mà này bàn này dũng ạ, à? Không mùi à? Đấy, tụi con không bàn. Quay cái này, quay ra một ngày. Sử thì cái này có quay được, có quay một ngày được không? Không được đâu. Hả? Không được đâu. Không được đâu à? Vâng. Một ngày quay được bao nhiêu? Hả? Một ngày quay được từ bao nhiêu tiếng? Ê. Ơi, có bị ta là sử. Đây phải rất điều tay đấy nhờ. Vậy. Ô, nó bị tăng đây ông ơi. Sử ơi, nó bị tăng rồi. Sử pha một tí nào. Sử pha một tí nào. Vậy một chút thôi, đợi mỏi cái tay cô bác. Vừa cầm cái máy quay này, vừa quay thì nó mỏi. Vậy ở đây thì người ta thiết kế một cái cánh quạt rồi. Xô, làm bằng xô lắm. Đặt tới như còn là xô mùi rất là nhiều các bác này, xô mùi đầy đặc luôn. À, phải nói là trên nhà của các em ấy. Thì ở trên, ở gần tới, ở từ xa ấy các bác. Cái này thì gọi là cánh cao nhất rồi, thực ra là nó là sương mù, và sáng sớm cái sương mù nó chảy từ dưới kia lên đổ đi vào rừng. Dưới kia thì còn là cái phần mà lúa lấy của nhà các em của bác không nhỏ thì cấm cũng đã nhiễm bị lên rồi, và nó đã bị thì nó có một cổ này, nó cổ này, nó cổ này, nó cổ này, cái này thì thiệt hại cắt nước phần 3-4 bao á, vì là nó cao quá cô bác, cái lúa này ấy, còn nó nếp này nó cao, chứ còn nhưng mà cái cây lúa mà đi thuyền kia thì nó chẳng có hình hấn, nó không có vấn đề gì cả.
và ở đây nhá, thổi nhá, chỉ thổi dứa thôi nhá, còn nó thì đổ ở đây nhá, nó chỉ đổ ở dứa thôi các bác, chứ ngoài cái mình nhìn thấy không có đổ là bao nhiêu rồi các bác ạ. Có hiểu là cái gió nó cứ lúc xoáy với cái trời xuống à. Đúng rồi, thì nhà của em Sử thì cũng dùng cái này ra để đi đập lúa được không bác này. Sử đi đi hộ người ta chưa? Đi ạ. Đi à? Em mặc áo dài tay vào đi lại đi hộ ai? Hộ chú. Hộ chú à? Đây ủng vào trước đó nhỉ. Thời gian này thì hầu như là bà con ở trên này ai cũng đều bận rất là nhiều các bác ạ. Bận đi thu hoạch lúa thôi. Mùa này nếu mà để mà nhờ ai mà ra hộ thì không có được nhiều đâu các bác. Chỉ có là nhà nào mà gặt xong ấy thì người ta mới ra. Cũng đã được gần một bao rồi các bác, ông vượt cái một bao nó chỉ được có một chậu bên kia thôi. Bên này thì những cái hạt lép này của bác nó rơi ra rất là nhiều. Và qua cái video này thì hôm nay đội thợ cũng vào xem cái nền nhà của các em ấy cô bác, thì có chỗ nào sai sót thì cháu Lực rất là mong các cô bác anh chị ở trên kênh bạn em thì có thể là gọi điện và nhắc nhở cháu Lực xem là còn thiếu những cái bước nào không ấy cô bác. Hiện tại thì cái bảng vé cháu Lực cũng đã cho đội thợ là xem thôi, xem đội thợ là xem thôi, còn sau này nó phát sinh thêm làm những cái gì thì người ta sẽ lại tính tiền ở thêm cái chỗ đấy cô bác. Phải nói là làm nhà cô bác, làm nhà thì phát sinh rất là nhiều mọi thứ ấy. Thứ mà mình không có tính trước được cái điều gì ấy, bây giờ chỉ tính trước được những cái vật liệu của nó thôi. Có cái máy này vào thì công dụng khá là hay đấy cô bác, thổi lấy được những cái hạt mà thóc mà nó đầy đặn, nó tự nhiên hơn, đầy đặn hơn. Bây giờ em Sử đi đâu nào? Hả? Đi đâu nào? Đi xem ạ. Đi à? Đi chưa? Thì bây giờ đi hộ à? Với mũ đâu rồi? Đội mũ chung đến đâu rồi? Mua trên kia à? Đeo ủng mà đeo mặc áo dài tay vào. Rồi chào các ông các bà rồi đi đi làm thôi. Chào Sử, đi chào các ông các bà. Đi là hội chú hộ thì chú mình hôm qua à? Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ phụ ông là làm hết cái chỗ này thì cháu Lực cũng sẽ đi di chuyển và đi về thôi cô bác. Vấn đề là thợ mai răng tiền dân à? Lẽ à mẹ nữa lẽ ông ta xử ấy cảm thấy là dù hốc đèn dân như thế nó vẫn nổ, dù tốt thì nó mẹ nó nổ, nhưng mà cái vấn đề càng nó nổ. Cháu Lực cũng nói với ông rằng là hôm nay thì đội thợ cũng đã cùng cháu Lực để vào xem cái chỗ mà nền nhà các em rồi. Thì để tiến anh là bây giờ thợ sẽ đưa ra cho cháu Lực một cái số liệu để lấy vật liệu, thì cháu Lực sẽ gọi vật liệu để vào luôn. Còn là cái phần sạt ở bên kia của bác thì bây giờ dân bà con ở trên này đang là vào cái mùa bận rộn của bà con ấy, thành ra là bà con không có vào được, thì cháu Lực sẽ tính cái phương án khác thôi, chứ cháu Lực không có đợi chờ bà con nữa. Chưa đi à? Nước, cái nguồn nước của nhà các em thì cháu Lực cũng ghi hình lên khá là nhiều các bác đúng không? Và cô bác cũng đã nhìn thấy trước kia thì có vẻ là cái nguồn nước rất là nhiều rồi. Bây giờ thì ít đi thôi. Trước kia thì cũng được bác là Vương Kim Thanh ấy, bác có nhờ cháu Lực là mua cái tách cho gia đình của ba ông cháu. Thì cái tách này thì rơi vào là 1.500 khối nước của bác ạ, rất là to luôn. Sương mù thì bây giờ còn đang rất là dày đặc của bác ạ.
Bây giờ thì cháu Lực sẽ phụ ông một chút để tốt, để xong cho phần kia rồi cháu cũng sẽ di chuyển là đi về thôi. Ông thì có vẻ là cơ của ông rất là khỏe các bác này. Xoay được một vòng thì nó chảy ra lời điều luôn. Cái chỗ này thì mình phải quay đều ấy, quay đều thì nó mới đi ra hết được. Anh ấy tư đưa bà dê. Cháu Lực vừa mới hỏi ông bảo là cái máy này mua lâu chưa, thì ông bảo là mua từ lâu rồi các bác. Đấy, bỏ thóc ở trên này này. Ôi, làm một lõng này gì? Đây, đây ông này à, tắp rồi. Đấy, đây rồi. Đấy, xuống rồi đấy. Lõng là gì à? Nó bị nhiều cái sợi rơm nhỏ này cho nên là bị tắc á. Đấy, hết rồi không ạ? Đấy, hai ông cháu sau quá trình mà vật lộn thì bây giờ cũng đã hết thóc rồi các bác. Đấy, hôm thóc này thì hôm nọ là nhà của em sửa là gạt ở dưới kia này các bác này. Đấy, gạt ở dưới kia là một thửa được 2 bao ấy các bác. Gạt là có một thửa dưới kia được 2 bao. Đấy, cháu Lực đưa các bác đi xem cái thửa ruộng mà nhà ba ông cháu là gạt hôm nọ thì được 2 bao là nó to hay là nó nhỏ các bác nhá. Hãy theo cô bác nhìn hộ cháu Lực rằng là xem là cái năng suất năm nay thì có đạt không. Đấy, gạt là từ cái sao này cô bác nhá, gạt cái sao này ra bên kia này, nó được 2 bao ấy chứ không phải là được 1 bao đâu, được 2 bao nhưng mà không phải là bao nào nó cũng rất là nhiều cái vỏ mà không có hạt cô bác nhá, rất là đầy đặn luôn, chỉ có lấy ra được 1 ít thôi. Đấy, ở dưới kia thì bà con cũng đang tốt lúa này các bác này. Đấy, mặc dù thì sương mù rất là dày đặc luôn nhưng mà vẫn tốt lúa tít ở dưới kia. Đấy, cái mỏm trắng ở dưới kia các bác này, chỗ này thì cách độ đâu đó tầm là 500m thôi đã nhìn không thấy rồi, thì phải nói là sương mù rất là dày đặc luôn. Đấy, nhà của Sử với Hải thì mấy nữa thì cũng có thêm là đúa này các bác này, đúa này để ăn. Đúa này thì được ông với lại Sử là trồng. Cái này là đúa dây các bác. Cái cây nhỏ nhỏ này thì được sửa với ông là đi lên tiên chít tiên rừng để lấy về. Đấy rồi, còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị.